Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Đây là bộ công thức được tạo ra bởi doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú và Thư. Người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư tin xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em kịp vào tham dự với chúng ta các anh chị nha. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có. Hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của mình thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Rồi rất là tuyệt vời, Thư cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị. À, trước khi chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một thói quen của người thành công đó là ra quyết định, các anh chị Hà, chúng ta sẽ nhắm mắt lại 30 giây và nghĩ về cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được khi tham gia cái buổi chia sẻ, buổi livestream này là gì, đúng không ạ? Rồi, các anh chị, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Rồi, chúng ta bắt đầu, các anh chị quay trở lại chỗ ngồi của mình nha. Thì hôm nay Thư cũng, trước khi bắt đầu thì còn còn một cái lưu ý nho nhỏ và Thư muốn nhắc lại với các anh chị chúng ta, đó là gì ạ? Đây là bộ công thức thật, được chia sẻ thật, được ứng dụng thật, không phải chỉ bởi riêng doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú mà còn bởi rất nhiều các anh chị là doanh nhân thành công tại câu lạc bộ trí tuệ ưu tú của chúng ta, các anh chị nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp các anh chị. Hôm qua chúng ta, các anh chị, chúng ta đã biết được cái nhiệt kế tài chính rồi đúng không ạ? Đó là cái ngưỡng chấp nhận của mình các anh chị ha. Cái ngưỡng tiền, cái ngưỡng chấp nhận, cái ngưỡng thu nhập của mình mỗi
mỗi tháng đó các anh chị nha. Thì làm sao để nâng cái ngưỡng cái mức nhiệt kế tài chính của mình lên ạ? Khi mà tư duy trí tuệ của mình phải nâng cao cái tư duy trí tuệ của mình lên các anh chị ha, thì từ từ sao ạ, cái nhiệt kế tài chính bên trong mình nó cũng sẽ được nâng lên. Chẳng hạn nha, bây giờ lợi nhuận của anh chị về hàng tháng là 50 triệu, 60 triệu, nhưng mà mình thấy nhiều anh chị khác nha, là có lợi nhuận là 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ đi. Cái tiềm thức của mình nó cũng nghe những cái thành công của anh chị đó, những anh chị chúng ta đã tham gia câu lạc bộ đúng không? Cái giờ mà giờ giấm 20 giờ thì có cái phần là thực hành thói quen của người thành công, đó là ăn mừng thành công, thì rất rất nhiều anh chị về tiền đúng không ạ? Về tiền nhiều như lá mùa thu luôn các anh chị, vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ cũng có nữa. Đó, thì những anh chị nào mà cái mức nhiệt kế tài chính của mình chưa chạm đến như vậy thì sao? Mình nghe những anh chị khác ăn mừng thành công và mình cũng đón nhận, mình cũng ăn mừng thành công, mình chúc mừng người khác thành công và mình ăn mừng như thể đó là thành công của mình. Thì mình nghe dần dần thì sao ạ? Mình sẽ có được cái niềm tin là người khác làm được thì mình cũng làm được và mình làm tốt hơn. Thế là cái tầm nhìn của mình nó được mở rộng ra các anh chị. Cái tầm nhìn của mình bắt đầu được mở rộng ra nha. Và khi chúng ta chơi với 5 người giàu hơn mình, thành công hơn mình á, thì bắt đầu cái ngưỡng của mình sẽ bắt đầu tăng lên. Và chúng ta gieo và giao tiếp với tiềm thức của mình bằng hình ảnh và cảm xúc các anh chị ha. Và các anh chị phải quy đổi mục tiêu của mình thành hình ảnh các anh chị nha, bằng cách là khi anh chị đạt được cái mục tiêu tài chính đó, anh chị sẽ làm gì với cái số tiền đó. Bởi vì chính cái việc anh chị làm á, làm gì với số tiền đó nó mới khiến cho anh chị có cảm xúc. Thì bao nhiêu trong số anh chị hiểu cái điều Thư vừa mới nói thì comment số 1 đi ạ. Chúc Thư ví dụ như nếu như mà mình có tiền cũng được, không có tiền thì cũng không sao, thì sao ạ, là không có cảm xúc gì hết thì có đạt được không ạ? Không các anh chị nha, mình phải quy đổi ra xem là khi mình có số tiền đó anh chị sẽ làm cái gì. Bởi vì những cái việc mà anh chị làm á, làm gì với số tiền đó nó mới tạo ra cái cảm xúc cho các anh chị. Chẳng hạn như là tháng 10 này anh chị mong muốn là kết quả tài chính là 100 triệu, thì 100 triệu đó anh chị sẽ dùng để làm gì, bao nhiêu phần trăm, mình phân chia như thế nào, mình làm việc gì việc gì. Mình vẽ lên một cái bức tranh, đó là tại sao đầu tháng, những ngày đầu tháng đó là câu lạc bộ chúng ta hay cùng nhau viết ra bức tranh 30 ngày của cái tháng đó. Cùng nhau vẽ lên cái bức tranh 30 ngày các anh chị ha, bức tranh tài chính 30 ngày của mỗi người. Mình phải vẽ nên cái hình ảnh rõ ràng, cụ thể. Bức tranh nó đầy cảm xúc được không ạ? Bức tranh của anh chị mà cảm xúc bao nhiêu thì anh chị sẽ thu hút được cái nguồn lực nhiều bấy nhiêu. Rất là nhiều nguồn lực trong tháng này đến để giúp mình đạt được mục tiêu luôn. Cảm xúc ở đây đó là sự khao khát các anh chị ha. Khao khát đạt được cái mục tiêu của mình á, đúng không ạ? Khao khát để mình hoàn thành cái mục tiêu của mình. Khi mà anh chị nghĩ tới cái mục tiêu đó thì mình cần phải ở bên trong mình á, nó mình cảm thấy hào hứng, mình khao khát, mình rạo rực, mình cháy bỏng như thế nào á, có một cái cảm xúc mà nó làm cho anh chị rất là tràn đầy năng lượng á, thôi thúc tiến, giúp cho mình tiến về phía trước, thúc đẩy mình đi về phía trước các anh chị, và làm giúp cho mình là học tập phát triển, làm việc phát triển mỗi ngày mà mình cảm thấy rất là hào hứng luôn, vui vẻ và luôn có cái hình ảnh là mình đạt được cái mục tiêu đó, mình sẽ vui như thế nào, hạnh phúc ra làm sao. Đấy là thì cái mục tiêu của anh chị sẽ hoàn thành rất là nhanh chóng luôn các anh chị nha. Các anh chị cứ tưởng tượng nha, một cái tên lửa mà nó bay lên trời, để nó bay lên thì nó phải có cái nhiên liệu đúng không ạ? Thì cảm xúc của chúng ta với mỗi cái mục tiêu á, nó giống như là cái nhiên liệu về các anh chị ha.
Anh chị đặt ra chị phải xem là cái mục tiêu đó nó cảm xúc với mình không. Nếu mình nhìn vô mà mình thấy cũng được, có cũng được, không có cũng không sao, thì Thư nghĩ rằng là các anh chị nên đổi mục tiêu. Tại vì nó không có cảm xúc các anh chị đâu, mà không có cảm xúc thì mình nói mình đâu có động lực đâu mà làm. Nên là anh chị nhớ là tại sao có một số anh chị là không có chịu hành động, một số anh chị là bảo là đặt ra mục tiêu 30 ngày rồi em ơi, nhưng mà chị không có siêng, không có đủ động lực để chị hành động, là bởi vì sao? Công thức của người thành công là gì ạ? Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, và hành động thì dẫn đến kết quả. Vậy thì nếu mà không có cảm xúc thì sẽ không dẫn tới hành động, và không có hành động thì không có kết quả. Nên là các anh chị đóng khung giúp Thư câu này nha. Đầu tiên là bất kỳ những mục tiêu nào anh chị đặt ra chị nha, thứ nhất là mục tiêu đó anh chị phải quy đổi thành hình ảnh, và thứ hai là anh chị cần phải có cảm xúc với cái mục tiêu anh chị đặt ra. Hai điều này cực kỳ quan trọng các anh chị nha. Những cái mục tiêu nào, đây là cái bộ công thức mà hàng ngàn người, hàng chục ngàn người trong câu lạc bộ của chúng ta đã thực hiện rồi, anh chị đã trải nghiệm trên chính cơ thể của từng người rồi các anh chị ha. Thì những cái mục tiêu nào mà anh chị đặt ra mà thật sự là có ý nghĩa và mình thật sự mong muốn đạt được trong cái cuộc đời này á, mà hay là mình bắt buộc phải đạt được á, thì chắc chắn là các anh chị đạt được. Chẳng hạn như là doanh nhân Miss Thanh Tú các anh chị nha, Miss Thanh Tú cũng như vậy thôi các anh chị. Miss Thanh Tú thì đi trước chúng ta và trải nghiệm những cái điều này trước chúng ta, nên là có nhiều cái kinh nghiệm để chia sẻ lại hơn cho các anh chị. Thư thì đi trước anh chị, Miss Thanh Tú thì đi trước Thư và tất cả các anh chị luôn, đúng không ạ? Cả Thư và cả các anh chị luôn đấy. Thì Miss Thanh Tú đã thống kê lại là những cái mục tiêu nào mà Miss Thanh Tú cảm thấy rất là cảm xúc các anh chị và bắt buộc là phải đạt được, thì Miss Thanh Tú chắc chắn đạt được. Thì các anh chị, còn những cái mục tiêu nào mà nó mang cái hơi hướng là cái thiên hướng là sao, từ từ rồi làm, có cũng được không được thì cũng không sao, thì anh chị sẽ để ý là những cái mục tiêu đó các anh chị thấy rằng là không đạt được luôn các anh chị ha. Và anh chị để ý những cái mục tiêu nào mà anh chị thấy rằng là bắt buộc anh chị phải đạt được nó thì anh chị đạt được. Và hãy nhớ là quy đổi những cái mục tiêu của mình thành hình ảnh, và chúng ta sống trong cái hình ảnh đó, và mình phải có được cái cảm xúc các anh chị, và chính cái cảm xúc đó tiềm thức của anh chị sẽ bắt đầu gì ạ, vận hành và thu hút cho các anh chị rất rất nhiều nguồn lực luôn, để giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu. Nhưng cái điều quan trọng nhất là khi mà tìm kiếm cái nguồn lực đó, tìm kiếm khách hàng hay là cái nguồn lực mà vũ trụ mang đến rồi á, tiềm thức mang đến cho các anh chị rồi, thì các anh chị phải nắm bắt, mình hành động thì mình mới thành công được, mình mới đạt được mục tiêu các anh chị nha. Thì bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta đã có được cái bản tầm nhìn của mình rồi, có nghĩa là cái bản tầm nhìn ước mơ của mình rồi các anh chị, thì các anh chị comment tôi, anh chị nha. Đó, cái bản tầm nhìn đó mình quy đổi ra hình ảnh rõ ràng ha. Anh chị đã quy đổi ra hình ảnh rõ ràng rồi, thì các anh chị dán ở trong cái ngôi nhà của mình, đâu mà trang trí cho nó thật là đẹp, nhìn nó mỗi ngày, cũng như là các anh chị phải có mục tiêu tài chính 30 ngày, đúng không ạ? Chúng ta phải quy đổi ra thành tấm séc nhiệm màu, và mỗi ngày chúng ta nhìn vào tấm séc nhiệm màu của mình các anh chị ha. Mỗi ngày chúng ta nhìn vào tấm séc nhiệm màu của mình hình dung ra là mình đang cầm cái số tiền đó và mình làm gì. Sau khi mình đạt mục tiêu đấy rồi mình làm gì? Mình cầm tấm séc nhiệm màu trên tay xong rồi mình hình dung ra là từ cái tấm séc mình quy đổi thành tiền, mình sẽ làm gì với số tiền đó, đúng không ạ?
Và có một thứ rất quan trọng nữa các anh chị nha, và Thư nói với các anh chị là chúng ta cần phải nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình lên. Hiện tại các anh chị đặt câu hỏi ra nè, à để anh chị nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình lên, à hiện tại anh chị có hài lòng với cái ngôi nhà anh chị đang ở chưa? Anh chị đang có hài lòng với chiếc xe anh chị đang chạy không? Anh chị có đang hài lòng với sức khỏe của các anh chị đang có hay không? Hiện tại các anh chị có hài lòng với mức tài chính, mức thu nhập, mức lợi nhuận tài chính mỗi ngày hay là mỗi tháng của các anh chị hay chưa? Nếu như mà các anh chị đang mong muốn đạt được một cái mức cao hơn, hay nâng cao cái hãy nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình lên, thì hãy nói, anh chị nói với tiềm thức của mình rằng à, các anh chị đang rất là mong muốn đạt được những cái điều đó, à, anh chị khao khát đạt được nó, như anh chị mong muốn và khao khát đạt được nó như thế nào, và lý do vì sao anh chị muốn đạt được cái điều đó, hãy nói cho tiềm thức của mình biết các anh chị. Và các anh chị có cảm thấy xứng đáng hay không? Bây giờ mình bảo là mình không có hài lòng, mình muốn nhân nó lên, mình hãy nói cho tiềm thức của mình biết rằng là mình rất khao khát mình đạt được cái ngôi nhà hay chiếc xe hay là cái mức lợi nhuận như thế. Và hãy nói cho tiềm thức của mình biết là anh chị khao khát như thế nào, là lý do tại sao anh chị muốn đạt được cái điều ấy. Các anh chị có cảm xúc, có thấy mình cảm xúc, có thấy mình xứng đáng hay không? À, và khi mà các anh chị muốn, khi mà các anh chị thấy mình xứng đáng rồi á, thì sao ạ? Nếu như mà các anh chị cảm thấy là mình không xứng đáng thì mình không xứng đáng các anh chị. Các anh chị phải cảm thấy mình xứng đáng thì các anh chị mới thấy là mình xứng đáng. Còn khi mà các anh chị cảm thấy mình không xứng đáng thì tự nhiên là mình thấy không xứng đáng luôn. À, và chỉ có mình anh chị ha, chỉ có mình mới thuyết phục được chính mình thôi anh chị ha. Không có ai ngoài kia có thể ngăn cản được các anh chị tiến tới thành công hết. Người duy nhất và chỉ cái người đó cản anh chị đi đến thành công đó là ai ạ? Đó chính là mình, chính anh chị á. Anh chị là người duy nhất và chỉ có một người duy nhất mà chúng ta cần phải thuyết phục, đó chính là tiềm thức của chúng ta anh chị. Bởi vì trong cái vũ trụ này chỉ có luật hấp dẫn và mình thôi các anh chị. Trong vũ trụ này chỉ có luật hấp dẫn và mình thôi. Quan trọng là bên trong của mình tin thì bên ngoài mình mới tin, mới có được. Quan trọng là ở bên trong phải tin thì bên ngoài mới có được các anh chị nha. Nên là các anh chị hãy nói chuyện với tiềm thức của mình, hãy nói cho tiềm thức của mình biết là lý do tại sao anh chị xứng đáng có được điều đó, đúng không ạ? Thì hồi trước có các anh chị, khi mà Miss Thanh Tú chúng ta trước khi tham gia câu lạc bộ thì không có biết, nhưng mà khi tham gia vào câu lạc bộ rồi thì Miss Thanh Tú rất là hay thuyết phục tiềm thức của mình, à thuyết và Miss, đây là cái cách mà Miss Thanh Tú thuyết phục tiềm thức của mình các anh chị ha. Tại vì Miss Thanh Tú biết được rằng là chỉ cần thuyết phục được tiềm thức của mình và cảm thấy là mình xứng đáng thì chắc chắn là mình sẽ có cái điều đó, đạt được cái điều đó. Nên là ngày trước các anh chị, Miss Thanh Tú khi mới tham gia vào câu lạc bộ á, thì nghe được người thầy thành công của mình chia sẻ là chỉ cần mỗi người thuyết phục được tiềm thức của mình tin, để là cái mấu chốt các anh chị ha. Và Miss Thanh Tú đã bắt đầu học cách để mà thuyết phục tiềm thức của mình như thế này các anh chị ha. Sẵn đây thì Thư cũng chia sẻ cho các anh chị cái điều này luôn, để các anh chị có thể áp dụng, có thể nói chuyện với tiềm thức của mình và để cảm thấy là mình xứng đáng, được không ạ? Giờ Thư hỏi các anh chị nha, tiền là tốt hay là không tốt các anh chị? À, có một số anh chị bảo là tiền tốt, một số anh chị bảo là tiền không tốt. Thì tùy vào người sử dụng các anh chị nha, tiền không tốt cũng không xấu anh chị. À, không tốt cũng không xấu. Một số anh chị đổ thừa là tiền có hai mặt, thì Thư chia sẻ với các anh chị một điều nha, tùy vào người sử dụng các anh chị, tiền không tốt cũng không xấu, được không ạ? Tiền không làm thay đổi bản chất của con người nha các anh chị, mà nói sao ạ, nó chỉ phóng đại bản chất của con người đó đang có mà thôi. À, các anh chị nghe kỹ cái chỗ này nha, nếu như mà một người họ bản chất của họ là tốt thì
có nhiêu tiền họ lại càng tốt hơn. Còn nếu như cái người đó đã không tốt rồi thì khi có nhiều tiền á, bản chất của họ lại càng ngày càng hiển lộ ra rõ ràng hơn là họ không tốt các anh chị. À, nếu mà không tốt thì càng không tốt thôi các anh chị ha. Quan trọng cái câu hỏi đặt ngược lại là anh chị là người tốt hay người không tốt. Hồi trước đó các anh chị ha, Miss Thanh Tú nghe nhiều người nói như vậy, mà Thư cũng có nghe luôn các anh chị ha. Không chỉ riêng với Thanh Tú là nhiều người bàn tán với nhau là sao ạ? Có nhiều tiền cái gia đình xào xáo không hạnh phúc, rồi vì tiền mà đánh mất tính cách con người, phẩm chất con người, vân vân. Có tiền để làm gì? Gia đình không hạnh phúc, rồi con cái học hành không tới nơi tới chốn, rồi đổ đốn các thứ vân vân. Khi mà biết Thanh Tú nghe những tư duy đó, các anh chị thì cũng bị ám thị luôn, bị ám thị cái tư duy đó từ những người xung quanh, từ những cái người mà chưa giàu á các anh chị. Họ chia sẻ, họ nói như vậy các anh chị. Khi mà những người xung quanh mình á, họ nói như vậy với mình là để làm gì ạ? Để mình đỡ phải đi làm giàu các anh chị. Nghèo chung cho vui. Tự nhiên trong xóm giờ có người giàu lên, thấy nó là lạ, không quen các anh chị. Khổ quen rồi. Tự nhiên bây giờ hàng xóm có người xây nhà cao hơn mình. Bây giờ ai cũng nhà cấp 4, tự nhiên có một nhà có cái nhà 3 tầng cao hơn mình, thấy nó kỳ kỳ các anh chị ha. Thấy chưa? Ấy đó thì chia ám thị cho nhau cái niềm tin đó để làm gì? Để mọi người nghèo giống nhau, nghèo như mình cho vui, đỡ phải đi kinh doanh, đỡ phải bôn ba. Tại vì thấy người giàu các anh chị, họ bôn ba quá. Nhưng mà các chị ơi, họ bôn ba người giàu, họ bôn ba đi du lịch đó các anh chị. Bôn ba đi du lịch ha. Thì Thư chia sẻ với các anh chị nha, những người giàu á, những người giàu á mà các anh chị thấy là họ không có lương thiện đi, hay là đổ đốn á. Đấy kết rồi. Những người mà không giàu á thì họ sao ạ? Họ có cái quan điểm là có tiền thì gia đình không hạnh phúc, nên là tốt nhất không có tiền vô để làm gì? Mà thì cái những người mà nói điều đó thì là một cái lời biện minh thôi nha các anh chị. Biện minh cho cái sự mà không có năng lực, cho cái sự mà không có nỗ lực, sự yếu kém của mình các anh chị, cho cái sự lười nhác và gọi là không có ước mơ, không có hoài bão, không có mục tiêu. Anh chị. Rồi những cái người mà ghen ăn thức ở nên nên họ mới ngụy biện biện minh cho sự là gì? Không có tiền cho sướng, gia đình hạnh phúc, chứ có tiền làm gì? Xây cái nhà to lên sao mà không ai lau nhà đâu. Xây cái nhà to mà không ai ở hết trơn, sao anh chị biết là không ai ở? Người ta đóng cửa trong nhà, người ta sung sướng trong nhà, người ta tắm hồ bơi, người ta chơi thể thao, đánh tennis với nhau. Chuyện đó sao các anh chị biết được? Nhà người ta giàu, người ta kính cổng cao tường mà. Nhà cao cửa rộng sao các anh chị thấy được mà anh chị nói, đúng không? Anh chị bảo, anh chị bảo không giàu bảo nhà nhà giàu là anh chị, trong nhà không có ai. Bởi vì sao? Người ta đi nước ngoài qua năm suốt tháng các anh chị ơi. Người ta xây cái nhà to nhưng mà người ta không ở nhà. Bởi vì sao? Người ta đi Mỹ, đi châu Âu, đi Úc, đi Canada, đi du lịch rồi, đúng không ạ? Đây là ngày trước chúng ta hay bị ám thị như thế này các anh chị ha. Những cái niềm tin không tích cực về tiền bạc, về người giàu. Nhưng mà tiếp tục với câu chuyện Miss Thanh Tú, khi mà tham gia vào câu lạc bộ rồi các anh chị, thì Miss Thanh Tú đã chỉnh sửa lại từ từ hết tất cả những tư duy đó luôn. Gặp câu lạc bộ các anh chị thì Miss Thanh Tú mới biết được rằng là tiền nó chỉ phóng đại cái bản chất của người đó lên mà thôi. Nếu mà người đó là người tốt thì sao ạ? Thì họ có nhiều tiền họ sẽ càng tốt hơn. Còn những người mà không phải là người tốt thì sao? Thì khi họ có nhiều tiền họ sẽ càng không tốt. Giống như cái ví dụ mà Thư hay chia sẻ với các anh chị ha. Cũng là một cây súng, nhưng mà nằm trong tay một người cảnh sát thì sẽ bảo vệ mọi người, nó lại khác. Nhưng mà nằm trong tay một cái trộm, một cái người không ok, thì tự nhiên cái cây súng nó trở thành gì ạ? Nó sẽ trở thành cái gì đó không an toàn. Nhưng mà khi nó nằm trong tay cảnh sát thì nó trở thành một cái vũ khí để bảo vệ mọi người, đúng không ạ?
Quan trọng là câu hỏi đặt ra là anh chị là người tốt hay không tốt. Chứ anh chị nói tiền nó có nhiều mặt, rồi mặt xấu mà mặt tốt thì có 8 mặt, 16 mặt hay là hai ba mặt gì đó các anh chị ha, thì nó tiền nó vẫn nằm ở đó thôi, tiền nó chỉ là một tờ tiền thôi, nó không có làm gì được hết trơn, nên là anh chị bê nó đi đâu thì nó đi đó. Rồi rất là tuyệt vời các anh chị, chúng ta sẽ hôm nay thì chúng ta đã đủ thời lượng của ngày hôm nay rồi các anh chị ơi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn và biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi livestream, buổi chia sẻ thì từ nãy đến giờ các anh chị ha, thì hẹn gặp lại các anh chị ở vào buổi Zoom 20 giờ. Chúng ta sẽ được gặp gỡ doanh nhân Bích Thanh Tú, học từ người thành công, chia sẻ, nghe được những cái chia sẻ và hưởng trường năng lượng của người thành công. Và đặc biệt cái buổi Zoom 20 giờ có rất là nhiều những cái quy trình, những cái phần thực hành thói quen của người thành công, nên là các anh chị chúng ta hãy tham gia các anh chị nha. Buổi Zoom thì hoàn toàn miễn phí, các anh chị có thể liên hệ với người bạn của mình hay là liên hệ với Thư để đăng biết được cái cách thức tham gia, đăng ký tham gia như thế nào các anh chị nha. Rồi cái nội dung hôm nay là chúng ta đang tìm hiểu là các anh chị nhớ nha, để mà tiềm thức hưởng ứng cái mục tiêu của anh chị thì phải có hình ảnh và cảm xúc các anh chị nha. Rồi và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở cái nội dung là làm thế nào để gia tăng cái nhiệt kế tài chính của mình lên các anh chị nha. Rồi rất là tuyệt vời, cảm ơn các anh chị, biết ơn các anh chị. Chúng ta rất là xứng đáng với sự thành công và giàu có, các anh chị hãy ôm chính mình, khen lấy chính mình các anh chị nha, hãy công nhận chính mình, vì chúng ta lựa chọn sự phát triển đi thuận theo quy luật của tự nhiên, đó là sự phát triển đi lên, rất là tuyệt vời. Hẹn gặp lại các anh chị trong Zoom 20 giờ, xin chào.